Rồi, em xin được gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê và các bác nhé. Chào mừng chào đón các bác và anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay lại giới thiệu đến anh em một ít là món phụ kiện dành cho dòng bơm nén khí nhé các bác nhé. Đấy, thì thời gian gần đây thì như các bác đã biết là em nghỉ cây rồi. Và em chuyển sang bán lẻ thôi các bác nhé. Bán lẻ và bán linh kiện sạch thôi. Đó, thì các bác nào mà đang có nhu cầu về những cái phụ kiện lẻ của dòng PCP, súng chế, súng bắn chim hay là truyền thống một phụ kiện thì các bác liên hệ với em qua cái số điện thoại em sẽ để ở góc màn hình nhé các bác nhé. Đó, số điện thoại của em có cả Zalo, các bác nào cần thì nhắn tin Zalo cho em. Mua những sản phẩm gì, cái gì chưa hiểu thì cũng nhắn tin cho em sẽ tư vấn cho các bác nhé. Đó, thì hoặc là các bác mà có những cái vấn đề về PCP mà chưa khắc phục được thì các bác cứ liên hệ với em sẽ tư vấn cho các bác. Trong cái tầm hiểu biết của em sẽ hỗ trợ các bác nhé. Đấy thì bên em thì bây giờ sẽ cung cấp phụ kiện PCP luôn nhé các bác nhé. Ví dụ như là đạn này, kính này, lòng này, khung này em sẽ không bán nữa nhé các bác nhé. Đó, những hàng cấm, những hàng nặng đòn không bán nữa. Em chỉ bán những cái phụ kiện lẻ như là ốp bình, bọc bình, phụ kiện bơm, bơm, sửa van các kiểu. Đó, những cái phụ kiện trang trí cho PCP nhé các bác nhé. Để biết em bán những cái gì thì các bác cứ vào kênh của em, những video gần đây em đăng rất là nhiều nhé các bác nhé. Đó, thì không mất thời gian của các bác và anh em nữa thì em sẽ giới thiệu cho các bác ba món. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác ba món. Đó là dây bơm củ bơm, dây bơm chống lổ và dây bơm củ bơm than hạt tính nhé các bác nhé. Đó, thì trước tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác trước về cái hàng này em sẽ ship code nhé. Các bác mua hàng không phải cọc nhé. Nhắn tin thông tin địa chỉ với những cái sản phẩm các bác muốn mua, các bác báo em sẽ gửi về tận địa chỉ tận nhà cho các bác nhé, và không phải cọc gì cả. Nhận hàng kiểm tra thanh toán đúng hàng như trong video thì các bác thanh toán cho em nhé. Đó, bán hàng nó phải uy tín rõ ràng như thế. Thì giới thiệu đến các bác đầu tiên là cái dây bơm chống lổ bọc inox nhé các bác nhé. Dây này thì nói thật với các bác luôn là chơi thì cực kỳ an toàn nhé các bác nhé. Dây này là dài 1 mét. Đây, các bác đợi em xem, em kiểm tra lại cái giá em đang đang bán. Em bán rất là rẻ, giá em bán thì sẽ bao ship luôn nhé các bác nhé. Dây này là dây bơm 1 mét bọc inox nhé các bác nhé. Đây, dây này là chiều có chiều dài 1 mét, rất là dài nhé các bác nhé. Đó, và bọc là bọc inox để cho các bác xem. Đây, như lớp vẩy TT luôn đúng không các bác? Thì cái lớp bọc inox này thì nó có tác dụng là khi nếu mà các bác bơm nó quá tải hoặc là cái dây bơm của các bác bị quá tải nhé, nó lổ bên trong thì cái lớp bọc inox này nó sẽ bảo vệ hết, không bao giờ có hơi hoặc là không bao giờ có hiện tượng là dị vật của dây bơm nó bắn ra ngoài được. Thì có nghĩa là an toàn tuyệt đối nhé các bác nhé, an toàn tuyệt đối nhé. Dây này thì em đang bán là 220.000 bao cước nhé các bác nhé. Quá là rẻ rồi. Đố các bác mua được dây này trên thị trường giá rẻ hơn đấy. 220.000 bao cước là nguyên dây như này nhé. Dây dài 1 mét nhé. Các bác bơm thì cực kỳ là an toàn mà sử dụng được xa. Đấy. Về được khoảng mấy chục cái thôi, 50 cái thôi. Tiếp đến là cái này là cái dây bơm và củ bơm chống lổ đấy các bác nhé, dây bơm lọc ẩm to chống lổ đó. Thì nó khác với cả dây bơm lọc ẩm to khác là nó sẽ có chống lổ an toàn hơn đấy các bác nhé. Thì đây chính là cái vị trí có tác dụng là có một cái lá đồng, nó như là cái bơm máy của chúng ta ấy, nó có một cái vị trí là để chống lổ thì sẽ có một lá đồng và xoáy con ốc vít này vào. Thì khi chúng ta bơm đến tầm độ 300 cân nhé các bác nhé, thì cái lá đồng này nó sẽ tự động nó bục ra. Ví dụ như là cái này dùng cho bơm máy này mà các bác bơm đến khoảng 300 cân nhưng các bác quên không tắt máy đó, hoặc là các bác tự nhiên lại làm hai việc cùng một lúc đó thì tự nhiên nó lên trên 300 cân thì tự động cái lá đồng này nó sẽ lổ. Nó lổ thì chúng ta sẽ nghe tiếng lổ nhé các bác nhé, và hơi nó sẽ xì qua cái đoạn này đó, qua ở dưới con ốc này nó có lỗ này, không biết các bác có nhìn thấy không. Đó, đây là có cái lỗ này các bác nhìn thấy không, lá đồng lổ thì hơi sẽ xì qua cái lỗ này và hơi sẽ không vào được bình nữa mà nó sẽ xì ra ngoài. Thì như vậy thì nó sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta nhé các bác nhé. Đó, bộ dây bơm lọc ẩm to chống lổ có giá là 300.000 bao cước vận chuyển nhé các bác nhé, 300.000 bao cước vận chuyển. Thì cái dòng này các bác chơi thì an toàn tuyệt đối luôn. Đó, nhiều bơm máy của các bác không có chế độ tự ngắt hoặc là các bác chơi bơm tay mà các bác dùng cái loại này cũng được. Nói chung là nó an toàn nhé các bác nhé. 300.000 bao cước. Đó, thêm một cái nữa là em sẽ giới thiệu đến cho các bác là cái dây bơm và củ bơm có lọc ẩm than hạt tính.
Cái này thì nó sẽ bảo vệ bình cho chúng ta các bác nhá, bảo vệ bình cho chúng ta rất là tốt. Đây để chúng ta chỉ lắp này thôi. Ở đây em có pom nhựa này nha các bác nhá, em cho sẵn cái một cái pom nhựa cho các bác rồi, các về các bác xoáy cho em. Nói chung là các bác có thể để ở đầu ở đít cũng được tùy các bác nhé. Cái này thì là của Huben, ở ngoài thị trường nó bán cái này là trên 500 nghìn các bác nhé, trên 500 nghìn một cái này, một dây một củ như này, một củ lọc ẩm như thế này đó. Các bác lối vào đầu bơm là được, bơm được luôn cho các em nhé các bác nhé, bơm tay bơm máy có thể dùng được hết nhé các bác nhé. Mua về em sẽ hướng dẫn sử dụng chi tiết. Ở ngoài thị trường nó bán một bộ như thế này, bao gồm cả lọc ẩm này, cả răng sim này và một túi than hạt tính nha các bác nhé. Đó, em bán ra rẻ hơn ngoài thị trường 50 đến 100 luôn. Em chỉ bán 490.000 thôi, cả củ, cả dây, cả sơ cua lọc này và than hạt tính này, một túi than hạt tính này các bác dùng có mấy năm nha các bác nhá. Đó. 490.000 bao cước vận chuyển, hàng này hàng của Huben nha các bác nhá, siêu bền luôn và hàng chất lượng luôn. Đó, các bác nào mà chưa bơm máy mà muốn cái bình của chúng ta sạch mà bơm của các bác dùng lâu rồi ấy thì nó không lọc được tốt ấy, thì dùng những cái lọc củ lọc thường như này này, những củ lọc thường này hoặc lọc bé này nó không được tốt ấy, thì các bác chuyển sang cái lọc này cho em thì không bao giờ có dị vật, hơi nước hoặc là những cái thứ linh tinh nó vào bình của chúng ta. Nó bền, nó không bị oxy hóa nhé các bác nhá. Đó, 490.000 bao cước. Anh em nào mà có nhu cầu liên hệ với em qua số điện thoại em sẽ để ở góc màn hình nhá. Rồi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em và các bác đã theo dõi hết video và xin hẹn gặp lại anh em ở video sau.